Vâng, xin được trân trọng chào mừng quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Phạm Huấn. Để tiếp tục chương trình chia sẻ các dòng sản phẩm về xây dựng ngày hôm nay thì Phạm Huấn trân trọng giới thiệu cho các bạn cái bộ sưu tập bay mà bên mình đang bán và phân phối trên thị trường rất là tốt luôn. Anh em có nhu cầu xỉ lẻ dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ. Mời các bạn cùng đi tham quan chi tiết từng mẫu một. Các bạn có nhu cầu xỉ lẻ dòng sản phẩm bay xây dựng này thì có thể liên hệ tới Phạm Huấn theo số điện thoại 0936 863 268 đang hiện trên màn hình đây. Và mình sẽ đi vào chi tiết giới thiệu từng con một cho các bạn có thể quan sát và biết được những cái dòng sản phẩm về bay xây dựng của bên mình. Đấy, đang bán và phân phối trên thị trường. Đấy thì các cái dòng cơ bản của bên mình đây. Đấy các bạn quan sát trên màn hình thì hiện tại bên mình đang phân phối các cái dòng sản phẩm chính sau đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cái mẫu chính mà bên mình đang phân phối trên thị trường đây. Đây là 7 cái mẫu mà bên mình đã làm và đúc kết ra thì cho ra cái dòng sản phẩm này. Anh em thợ cũng như là các bác và gia đình yêu quý sử dụng rất là nhiều cái dòng sản phẩm bên mình và đã rất là hài lòng. Thì sau nhiều nhiều lần làm và cải tiến thì bên mình đã đi tới cái thành quả là đưa ra được 7 cái bộ sản phẩm mà thông dụng nhất và được sử dụng nhiều nhất để phân phối ra thị trường cho các bác. Bay của bên mình thì được làm bằng 3 chất liệu chính, cho các bạn biết để 3 chất liệu chính. Thứ nhất là được sử dụng làm bằng lưỡi cưa, thứ hai là sử dụng bằng nhíp ô tô và thứ ba là sử dụng bằng chất liệu đó là chất liệu titan. Đấy là 3 cái chất liệu chính. Thì các bạn đã biết về 3 cái dòng chất liệu này rồi thì mình sẽ đi vào chi tiết từng cái sản phẩm một. Con đầu tiên là cái con bay lá đề thì mình vẫn giới thiệu lần lượt cho các bạn xem. Đấy, con bay đầu tiên là bay lá đề. Đấy, con này thì chiều dài của bay là 17, chiều ngang là 9 và phần chuôi là dài là 16 cm. Đấy, kích cỡ chung của bay thì đa số là như vậy hết, không có gì thay đổi cả. Bay thì được chốt bằng 4 đinh nhôm, rất là êm ái và chắc chắn luôn. Các bạn thấy không? Rất là chắc chắn, đẹp. Đấy, phần đầu đầu chuôi này thì được bo đồng và phần cán này thì được chốt bằng máy, đóng bằng máy cho nên là rất chắc chắn, chúng ta sử dụng thoải mái, không bao giờ lo bị bong chuôi. Đấy, con số 1 là con lá đề. Đấy, con số 2 giới thiệu cho các bạn đó là con bay tô. Con này thì được làm bằng lưỡi cưa, rất là mềm mại, bong bay và êm ái luôn cho anh em khi mà sử dụng. Đấy, phần đinh chốt cũng tương đối là chắc chắn. Con này thì chúng ta cũng có thể dùng đa di năng, vừa tô chát vừa có thể xây nhẹ nhàng được. Đó là con bay tô là con thứ hai. Đấy, tiếp theo là con thứ ba là con bay xây. Con này là con bay titan. Đấy, được sử dụng bằng chất liệu titan, một trong những chất liệu cực kỳ là bền, đẹp và chắc chắn luôn, không bao giờ lo rỉ sét. Chất liệu titan này thì được sử dụng trong ngành công nghiệp vũ trụ cũng như là được sử dụng làm trong ngành y tế, đó là làm xương người và làm đinh chốt cho xương luôn. Đó, tiếp theo là cái bay đế vàng. Con bay đế vàng này thì được bo đồng hai đầu để chúng ta sử dụng, anh em xây thì chúng ta có thể gõ gạc thoải mái luôn, rất là chắc chắn, bay cứng chặt gạch vô tư luôn, được làm bằng nhíp ô tô. Đấy, tiếp theo là con bay xây A1. Đấy, A1 thì có ra hai dòng, A1 vuông và A1 tròn để cho các bạn sử dụng nhé, đều là 9 và 17 hết, cán thì dài 16 cm cho anh em. Đấy, chúng ta sử dụng để xây. Ngoài ra thì bên mình còn phân phối cái con bay răng cưa đây. Bay răng cưa này thì chúng ta sử dụng để dành cho anh em chuyên ngành ốp lát. Cũng rất là nhiều anh em hỏi cái dòng bay này. Đấy, phần ngang và phần dọc này thì đều được thiết kế là được cắt là 1,5 cm. Đấy, tức là 1,5 phân, vừa đủ để cho anh em có thể gạt vữa. Đấy, và phần vữa còn lại đủ để cho ốp lát không bị cong vênh hoặc là bị ộp luôn. Thì anh em có nhu cầu về dòng sản phẩm nào thì có thể liên hệ để bên mình tư vấn kỹ hơn cho các bạn về tất cả các dòng sản phẩm mà bên mình đang phân phối đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.